có khi không ngon ói ra được thì bệnh nhân sẽ có cảm giác là buồn nôn do kích thích cái dụng hồn hồn hậu. Và thêm gì nữa, thêm cảm giác đầy hơi, nhưng mà các bạn có nghe thấy cảm giác là nóng rét sau xương ức không? À, như vậy nóng rét sau xương ức này á, thì mình phải phân biệt được hai cái dạng bệnh lý. Nóng rét này là của tổn thương vùng dạ dày, vùng tá tràng nó làm nóng rét, hay nóng rét này là của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Có nghe bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản không? Rồi, nếu mà nói đến cái bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản á, thì ngoài những cái triệu chứng ví dụ như bệnh nhân có thể nóng rét, có thể đau tức, có thể cảm giác dưới nướng sâu sau xương ức, và bệnh nhân có kèm theo gì nữa, kèm theo những cái triệu chứng của đường hô hấp. Ví dụ bệnh nhân có thể là đau họng, ví dụ có thể ho khan. Như vậy thì những cái triệu chứng này là gì đâu mà nói, đó là những cái tính chất dịch tua trong cái đường tiêu hóa nó trào ngược lên, nó làm tổn thương cho vùng này. Do đó là các bạn mình sẽ tiếp cận được một cái khái niệm, đó là viêm họng mạng do trào ngược. Và chưa kể trong cái nha khoa của các bạn có một việc, đó là gì, đó là khi dịch tua dịch sọt mà bị trớ lên đường họng, đúng rồi, nó sẽ có biểu hiện là mòn men ra ha. Rồi, mình nhìn cái hình này nữa thì mình thử nghĩ xem nè, ngoài những cái biểu hiện như là đau bụng nè, nóng rét nè, đầy hơi nè, nôn ói nè, thì bệnh nhân có bệnh lý ở vùng dạ dày, bệnh lý ở vùng tá tràng, cụ thể đây là mình nói bệnh đường lét luôn, thì có thể xảy ra những biến chứng nè. Cái này là chị nói chung từ thẳng nha, là biến chứng nè. Như vậy thì mình phải nhớ lại nè, cấu trúc ống tiêu hóa của mình thì cụ thể đây là vùng dạ dày và tá tràng, thì nó có bốn lớp cơ bản. Nếu mình đi từ ngoài vào trong sẽ là lớp thanh mạc, lớp cơ. Như vậy thì ở dạ dày thì có ba lớp cơ, nhưng nó có cấu trúc tiêu hóa chung mình quên có hai lớp cơ, rồi lớp gì nữa, lớp dưới niêm và lớp niêm mạc. Như vậy thì nếu mà chỉ nói là tổn thương lét, các bạn hình dung lét là như thế nào? Rồi khi mà lét không được điều trị, không được ngăn ngừa những yếu tố nguy cơ thì nó sẽ dẫn đến biến chứng như vậy. Biến chứng đó có thể lập là biến chứng gì? Như vậy lúc này phải tự mình phải tự nhớ lại cái cấu trúc giải phẫu và chức năng sinh lý. Viêm là gì? Sự thấm nhập của các yếu tố gây viêm hoặc hóa các yếu tố như bạch cầu, các cái đại trực tràng, đúng không? Đó là cái giai đoạn đầu tiên là có lợi, nhưng nếu tiếp trùng viêm mà không ngăn cản được cái quá trình viêm thì việc gì sẽ xảy ra? Nó sẽ tiếp diễn, nó sẽ bào mòn, nó sẽ làm đi mất chất của niêm mạc. Và cụ thể đây là niêm mạc của dạ dày của tá tràng. Như vậy viêm đầu tiên mình có thể thấy là cái vết xước, cái vết trợt ở bề mặt. Nhưng cái lét thì làm sao? Thường thường mình nói giả sử như bệnh nhân nó có dùng lét da thì mình thấy cái mật độ của chỗ luôn lét da sao? Có phải là mật tẩm không? Hay nó sẽ lồi lõm hay sao? Nó thường lồi lõm. Như vậy thì ở cái vùng dạ dày, ở vùng tá tràng nó cũng vậy á, nó là một cái tiến trình ăn sâu. Như vậy ăn sâu là sao? Vậy chị hỏi các bạn, nếu mình nói là bệnh nhân có viêm, có lét, thì cái viêm, cái lét đó là nằm ở niêm mạc hay nằm ở thanh mạc? À, như vậy đó là một cái tiến trình ăn sâu các cái lớp của dạ dày. Như vậy nếu mà nó một tiết trình ăn sâu như vậy, mình không điều trị là do cái lét vẫn tiết kiệm vẫn diễn ra, thì bệnh nhân có nguy cơ là gì? Thủng. Như vậy thủng tạc rỗng, thủng dạ dày, thủng tá tràng là một trong các biến chứng có thể gặp trong bệnh lý của lét dạ dày tá tràng. Và có thể bệnh nhân vào viện vì cái biến chứng chứ không phải là vì cái bệnh hẳn của tim đấy, tại vì có thể là bệnh nhân không biết được. Rồi còn gì nữa thì mình phải nhớ thêm một cái chuyện nữa, đó là gì? Giữa các cái lớp niêm mạc của cấu trúc dạ dày tá tràng nó sẽ có các vi mạch máu. Như vậy nếu cái lét có ăn đồ vi mạch máu thì sao? À, chảy máu tiêu hóa. Như vậy cái biến chứng tiếp theo đó là xuất huyết tiêu hóa. Rồi chị nói tiếp là thực quản nó có dạ dày thông qua cái chỗ lỗ tâm vị. Dạ dày của mình thì gồm có đáy vị, thân vị, rồi hang môn vị, tiền môn vị. Giữa dạ dày nó với tá tràng vào cái đoạn đầu tiên là tá tràng á, thì nó thông qua cái lỗ mô vị và cái lỗ nó rất là nhỏ. Mỗi lần cái nhu động và thực hiện cái sự co rút ở dạ dày vào lỗ tiết canh á, thì sau khi mà đã tạo thành ra dưỡng chất thì mỗi lần nó co rút như vậy nó chỉ cho vài ml dưỡng chất đi qua. Như vậy nếu có một tổn thương nó thành cái sẹo, và sẹo này nó gây hẹp ở vùng mô vị, thì mình phải có một cái cụm từ ở đó là hẹp mô vị, thì nó cũng là một trong những cái biến chứng của bệnh cảnh lét dạ dày, lét tá tràng.
được chưa? Rồi, tim nát nữa. Bình thường nghe nói là trong cái bệnh lý của dạ dày của tá tràng thì có tự xâm lấn của con gì? Thạch đề. À, con vi trùng Helicobacter đây này. Được chưa? Nhưng cái con này ngoài cái bệnh cảnh lành tính thì nó còn liên quan đến viêm gan. Có thể gây ung thư. Như vậy thì trong cái bệnh đã hết dạ dày tá tràng có thể đưa đến một cái biến chứng tiếp theo đó là ung thư. Dạ thường mình sẽ thấy cái dạng này còn ung thư tá tràng rất hiếm. Được chưa? Ung thư dạ dày là có thể là thường thấy, nhưng ung thư thuộc từ ung thư tá tràng rất hiếm. Thường mình sẽ thấy trong cái bệnh cảnh là hết tá tràng, viêm tá tràng và có một đó. Nhưng mình nhìn lên bệnh cảnh mình đi so và đi kiểm tra bệnh cảnh viêm tá tràng nhiều không? Không. Thường gặp nhất là hết tá tràng. Còn ở dạ dày có thể gặp nhiều đó là ung thư. Nhưng khi mình có chuyện từ ung thư bất kỳ vị trí nào cũng vậy thì nó sẽ có những cái điều kiện chi phối. Còn ký chủ là sao? Ký chủ là bản thân cái người đó có mang cái gen đột biến, mang cái gen di truyền của cái người ung thư không. Thứ hai là do cái thói quen sinh hoạt. Như vậy nói cho ung thư được tiêu hóa thì nó còn phụ thuộc vào cái chuyện thói quen sinh hoạt, đó là những cái đồ chua, những cái đồ lên men. Nếu mình ăn được thì ăn được ngày hôm kia đó là một yếu tố nguy cơ. Rồi thêm cái gì nữa, đó là tác nhân. Ví dụ đối với ung thư của ruột dạ dày thì mình sẽ đề cập đến phân vi khuẩn Helicobacter pylori. Nhưng giả sử như chị nói đến ung thư gan thì nó sẽ có vi khuẩn B, vi khuẩn C trong gan. Nhưng vai trò của vi khuẩn C trong ung thư của gan là phải nuôi. Tức là khi mình có con B và con C thì con C có nguy cơ dẫn đến ung thư nhiều hơn. Như vậy khi mình nói ung thư một cái gì đó thì mình phải nghĩ đến là ung thư chủ, cái thói quen sinh hoạt và cái yếu tố tác động kèm theo ha. Rồi thì đó cái trong cái bệnh cảnh lét dạ dày tá tràng của mình sẽ được gặp bốn cái biến chứng cơ bản: xuất huyết tiêu hóa, thủng, thủng đây là thủng dạ dày của tá tràng, bởi vì nó hẹp nó dễ gì đó ung thư. Ngoài ra có một cái biến chứng thứ năm có thể là đó là viêm tiểu cầu. Như vậy về thì cũng hiểu tại sao lét dạ dày tá tràng có thể dẫn đến cái biến chứng đó là viêm tiểu cầu ha. Đây, mục tiêu của mình là định nghĩa được cái cụm từ lét dạ tá tràng, thứ hai là cơ chế bệnh sinh, thứ ba là các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng cũng như là cái biến chứng đó, những nguyên tắc điều trị cũng như là các nhóm thuốc trong vấn đề điều trị của bệnh cảnh lét dạ dày tá tràng. Mình nhìn sơ lược qua các cái cấu trúc giải phẫu và nhắc lại sơ lược về sinh lý của một dạ dày tá tràng. Như vậy thì dạ dày tá tràng mà muốn thực hiện chức năng nó phải phối hợp của gì, của các hệ cơ, của gì nữa, hệ thần kinh chi phối trong cái hoạt động gì, cơ học hoạt động gì nữa, bài tiết. Rồi muốn cơ học xảy ra thì phải có yếu tố đi vào, phải có yếu tố tác động thì cơ học mới hoạt động. Cơ học đây là gì, là sự con tốt, là sống nhu động. Còn bài tiết ở đây là gì, còn phải chịu kích thích của một yếu tố nào đó, bắt đầu nó sẽ kích hoạt một số yếu tố gây tăng bài tiết. Như vậy thì đối với cái vùng dạ dày thì nó sẽ chịu nhiều tác động từ bên trong và bên ngoài trong cái hoạt động bài tiết. Như vậy đối với hoạt động bài tiết ở đây nó có cái gì, nó chịu chi phối của những yếu tố nào, và khi có những yếu tố ngoại lai hay là yếu tố trong cái bệnh cảnh của bệnh nhân luôn, nó sẽ làm tăng tiết. Tăng tiết đây là tăng tiết gì, tăng tiết dịch vậy. Thì khi cái sự tăng tiết nó có vượt qua quá mức thì sẽ dẫn đến rối loạn của bệnh cảnh lét dạ dày tá tràng. Lúc đầu có thể viêm nhưng mà tiến trình của nó có thể đưa đến lét. Như vậy thì chị hỏi sơ lược với bạn nè, về mặt bình thường giải phẫu bình thường ở đây nó tiết cái gì, vùng dạ dày nó tiết cái gì, HCL thành phần trong dịch vị, ngoài ra trong dịch vị mình có gì nữa, Pepsi, nhưng mà tiền chất của nó là Pepsinogen thì biến thành Pepsin với tác động của hát sọc. Rồi có gì nữa hả? À, HCL trừ có gì nữa? Có gì nữa? Có gì nữa? Thành phần về điện giải. Rồi chị hỏi tiếp nè, dịch vị của mình nó bình thường cái pH là khoảng nhiêu? Rồi thạch nào tiết ra H cộng? Tế bào thạch tiết ra H cộng, bên cạnh đó là tiết ra yếu tố nội tại. Được chưa? Rồi như vậy thì thành tế bào thành có mình nó tiết axit hay còn những yếu tố nào có thể là bài tiết axit. Thì khi mất phối loạn của những cái yếu tố đó hoặc kích thích những yếu tố đó tạo tiết axit, tức là nó là một trong những yếu tố là
tạo ra cái sự rối loạn ngay trong thần kinh của lát. Như vậy thì ngoài cái thằng tế bào thần bài tiết axit, còn thằng nào gây tăng tiết axit nữa hoặc là chịu tác động lên tế bào thần? Histamine. Cái thằng histamine. À, histamine. Như vậy histamine là do thằng nào tiết? Do tế bào mast tiết. Không. Histamine thì nhiều, nhiều trong tế bào lắm, nhưng mà quan trọng nhất chị đang nói cái cơ chế tại dạ dày tá tràng. Cho luôn đó là cái ở dạ dày á có một cái loại tế bào. Và tế bào này là tiết ra histamine. Tế bào gì đây? Rồi bỏ qua thằng tế bào đó mà nó tiết, còn tế bào nào lại tiết cộng? Kích thích dây thần kinh ít. Hả? Kích thích dây thần kinh lang thang. À, kích thích dây thần kinh lang thang rồi mà nó tiết tại sao nó gây tăng tiết axit? Và tế bào nào nữa? Đang hỏi tế bào nha, đừng trả lời người khác nữa nha. Chị đang hỏi là tế bào nào nha. Mình có tế bào thần, mình có tế bào ECL và tiết histamine. Tế bào ECL là tế bào của vùng dạ dày mà nó nằm chủ yếu vùng đáy thông vệ, được chưa? Nó nằm ở vùng này. Rồi tế bào nào nữa? Tế bào nào mà nó nằm ở vùng này? Hoặc là có một cái thằng là tăng tiết axit, đó là thằng gì? Bắt đầu chữ đầu tiên đó là chữ G. Gastrin. À, gastrin. Như vậy ở đây có một cái loại tế bào đó là tế bào G bài tiết ra gastrin. Rồi mình có nghe cái cụm từ là tế bào chính không? Tế bào chính là thằng tiết bacillogen, được chưa? Còn tế bào thành là bài tiết HCL. Nhưng bên cạnh tế bào thành tự nó bài tiết HCL thì sẽ có những yếu tố khác tác động lên tế bào thành để bài tiết HCL. Đó là những cái tế bào cụ thể. Một tế bào ECL nó tiết ra histamine, và tại tế bào thành nó có cụ thể histamine. Như vậy khi histamine được tiết ra thì nó sẽ đi đến tế bào thành, nó đánh cụ thể của nó. Như vậy nó sẽ làm tăng tiết beta axit. Một cái thứ hai đó là tế bào G cũng tương tự, trên cái tế bào thành có cụ thể của tế bào G gọi là CCK. Thì tế bào G nó sẽ bài tiết ra lactin, rồi lactin này sẽ tuôn thành trong máu và đi đến cụ thể của tế bào thành và làm tăng tiết beta axit. Rồi mình nãy bạn nói là thần kinh lang thang. Như vậy thần kinh lang thang nó có vai trò gì trong cái chức năng của ống tiêu hóa? Một, nó làm cho hoạt động co bóp được diễn ra, tức là nó tăng co bóp, tăng nhu động. Hai, nó tăng trong một cấu bài tiết. Đây, như vậy thì tại dạ dày cũng co bóp, dạ dày cũng hoạt động. Ngoài cái cơ, ngoài cái thần kinh tại dạ dày thì nó còn nhờ cái thần kinh lang thang. Rồi, muốn axit tiết ra thì cũng phải nhờ cái thần kinh số 10. Như vậy thần kinh số 10 nó sẽ tiết ra cái gì? Nó sẽ không ra hóa chất trung gian hay là acetylcholine. Và tại tế bào thần cũng có cụ thể của acetylcholine, mình tạm gọi đó là cụ thể M3. Như vậy khi mà cái thần kinh thần kinh số 10 mà được kích hoạt á, thì nó sẽ thông qua cái cách vận chuyển acetylcholine gắn vào cụ thể đó và làm cái kích thích cho cái tế bào thần bài tiết ra acid. Được chưa? Rồi, mình có từng nghe cái bơm là H cộng K cộng ATP3N không? Như vậy thì trên cái tế bào thành nó có một cái đặc điểm nữa, đó là gì? Đó là trong cái bào tử của nó có những cái túi, và cái túi đó nó chứa những cái thành phần nhiệt bơm. Như vậy khi thành phần nào còn được tiết ra trong tế bào thành thì những cái túi này bắt đầu di chuyển vào cái lòng thực quản. Mình tưởng tượng nha, đây là cái lòng dạ dày nha, đây là lòng dạ dày. Ở đây là những cái lòng thực quản của tế bào thành. Như vậy bình thường cái thằng H cộng nó sẽ được tiết ra trong tế bào. Lúc này nó sẽ đẩy những cái túi, nên mình gọi là cái bơm. Bơm này là bơm H cộng, K cộng, ATP 3 giờ. Và trên tế bào thì nó sẽ có cái cụ thể của histamine, cụ thể là M3, cụ thể của CTK, cụ thể của tế bào G. Thì bây giờ thằng H cộng nó được tiết ra rồi, bắt đầu nó sẽ đi đến lòng tiểu quản. Nó thông qua cái bơm này và H cộng được. Được chưa? Rồi. Nọc cái anion CL thì thông qua cái sự vận chuyển thì nó sẽ được đẩy vào lòng, và hai thằng này gặp nhau nó sẽ kết hợp với nhau, đó là thành phần axit hóa trong dịch vậy. Như vậy thì tại sao chỗ này mình lại nhắc chỗ này á, về những cái cụ thể là một, cái thứ hai là cái bơm, đây là những cái điểm mà người ta sử dụng thuốc ức chế sự bài tiết của axit. Bởi vậy các bạn sẽ nghe đây thì một số cái thuốc trong cái điều trị bệnh lý dạ dày á thì có gì? Kháng histamine. Có gì nghe cụm từ BBI không hay là ức chế bơm cầu tâm không? Ức chế bơm cầu tâm tức là nó tác động lên những cái bơm trong lòng tiểu quản.
Còn kháng histamine là một trong những cái con đường nó khóa đi để không cho cái thằng histamine tác động lên phụ thể histamine của tế bào thần. Rồi ha. Tiếp nè. Để giờ mình nói có rất là nhiều yếu tố gây tăng tiết axit. Như vậy nếu mà tế bào đi mẹ dạ dày tiếp xúc trực tiếp với axit thì gì sẽ xảy ra? Tế bào sẽ bị tào mòn, sẽ bị tổn thương. Như vậy nó phải có một cái cơ chế nào đó bảo vệ nó. Như vậy cơ chế đó là cơ chế nào? Ngoài cái thành phần vi carbonate thì nó còn có gì nữa? Ngoài thành phần vi carbonate thì nó có gì nữa? Nó có chất nhầy, đúng rồi. Toàn bộ cấu trúc ống tiêu hóa đều được phủ chất nhầy. Và kể cả vùng dạ dày tá tràng cũng không ngoại lệ, nó cũng phải được phủ chất nhầy. Chất nhầy này nó sẽ có ở khắp cái niêm mạc của dạ dày của tá tràng. Chất nhầy ở vùng dạ dày thì có thể do cái tế bào cổ tiến và tế bào tiết này bài tiết. Rồi, mình có thành phần vi carbonate, mình có chất nhầy, rồi mình có những cái mối liên kết giữa các cái tế bào của dạ dày. Thì ba yếu tố đó người ta gọi chung đó là hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đấy ha. Rồi tiếp nữa mình còn có những yếu tố bảo vệ nào nữa để có thể làm trung hòa axit hoặc khi tế bào dạ dày bị tổn thương nó có khả năng tái tạo những cái tế bào dạ dày. Đó là vai trò của thằng nào? Một cái chất có khả năng là tái tạo tế bào dạ dày mỗi khi tế bào dạ dày nó bị tổn thương. Rồi nó làm tăng tiết các yếu tố bảo vệ như đứa nhầy, đứa đi thành đứa hát. Đồng thời giảm tiết axit, đó là vai trò của thằng nào? Prostaglandin. À đúng rồi, đó là vai trò của prostaglandin. Rồi, mới nãy mình nói là trên cái tế bào niêm mạc dạ dày á, nó có những cái tế bào BCL, những cái tế bào G để bài tiết axit. Thì tương tự như vậy, trên cái tế bào của dạ dày sẽ có một cái loại tế bào. Và tế bào này mỗi khi nó nhận cảm là sự bài tiết axit quá mức thì bắt đầu nó sẽ tăng mạc. Thì đó là ở đây, ở cái vùng tế bào G thì nó còn có một loại tế bào nữa, đó là tế bào D. Tế bào D nó sẽ tiết ra là somatostatin. Somatostatin này sẽ tác động lên tế bào G để cho tế bào G không tiết dụng natrium để làm giảm tiết về axit. Và bình thường trong cơ thể sinh lý của mình, hai thằng này nó sẽ tăng bằng thế nào? Những cái yếu tố làm tăng tiết axit mình tạm gọi đó là phá hủy, cái này học gọi những cái yếu tố mà là bảo vệ, tạo ra những yếu tố bảo vệ như là chất nhầy, là bicarbonate, mình tạm gọi đó là yếu tố gì? Giống như giải lại nó thì trời mình có một cái yếu tố phá hủy là ví dụ như là H cộng, là pepsin, rồi mình có một cái yếu tố bảo vệ thì gọi là bicarbonate, là chất nhầy, là prostaglandin. Như vậy thì bình thường cái trong cái cơ chế sinh lý của mình, hai thằng này nó sẽ bằng nhau. Và khi có một cái yếu tố nào đó tăng hoặc giảm thì nó về lâu dài nha. Chứ còn bình thường thì cơ chế sinh lý trong cái cơ chế sinh lý mình sẽ tự điều hòa trước. Khi nào mà về lâu về dài theo thời gian thì bắt đầu nó sẽ ra rối loạn và nó mới đưa đến tổn thương viêm hoặc là nát. Như vậy thì trong cái tiến trình mà cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy thì những trường hợp nào nó sẽ gây hại cho dạ dày, nó sẽ tăng yếu tố nào và giảm yếu tố nào? Tăng yếu tố gì? Tăng phá hủy, yếu tố bảo vệ có thể đứng yên, giảm yếu tố bảo vệ, yếu tố phá hủy có thể đứng yên. Đồng thời tăng phá hủy và giảm bảo vệ đó là những trường hợp xảy ra rối loạn để dẫn đến những cái rối loạn tổn thương ở vùng dạ dày tá tràng. Rồi nha. Bây giờ mình đi vô cái khái niệm đầu tiên khi mà mình nói là nét dạ dày tá tràng là gì? Thì người ta nói cái dạng tổn thương có vết tét phát triển trên các lớp lót bên trong của dạ dày tá tràng, như là mình kể từ trong đi ra, được chưa? Là những chỗ trũng bốc lên hướng thâm sâu qua lớp niêm mạc, lớp cơ tới lớp dưới niêm, lớp cơ, lớp thâm mạc ở dạ dày và tá tràng, và có thể dẫn đến một số biến chứng như vừa nói. Như vậy thì bình thường ở dạ dày tá tràng khi xảy ra tổn thương lét thì có bao nhiêu vết tét, kích thước là bao nhiêu, số lượng là bao nhiêu? Hình này là hình mô phỏng cho mình cái tổn thương vết loét tiến triển ăn sâu, cái đứa ăn sâu xuyên qua các lớp từ bên trong của dạ dày ha. Cái vết loét này nó đang xâm lấn ở lớp niêm mạc và lớp dưới niêm và gần đến lớp cơ thôi. Còn đây là hình ảnh nội soi trực tiếp của một tổn thương loét tổn dục ngang môn vị. Là như vậy, chị hỏi nè, nếu mà loét nó xảy ra vùng dạ dày tá tràng thì có bao nhiêu cái vết loét?
số lượng là bao nhiêu, kích thước là bao nhiêu. Chỉ cần trả lời một từ thôi. Sao? Chỉ cần trả lời một từ thôi. Ở tùy. Có bao nhiêu vết nét thì tùy, có bao nhiêu số lượng thì tùy, kích thước bao nhiêu là tùy. Tuy nhiên, thường vết lép ở dạ dày tá tràng thà xảy ra ở vùng hang môn vị và vùng thành tá tràng. Thường, được chưa? Rồi, số lượng, mặc kệ tôi biết số lượng bao nhiêu, tùy yếu tố. Ví dụ như trên một cái bệnh nhân mà đang sử dụng cái nhóm giảm đau steroid thì cái dù cái sự tổn thương của viêm lép có thể ở khắp như mạng dạ dày. Còn đối với những người mà có yếu tố nguy cơ đơn thuần tôi có thể là 1, 2, 3. Rồi, đối với kích thước thì nó quan trọng. Những cái tổn thương lép nằm tính thường kích thước là khoảng 0.51 cm đến 1.5 cm. Nhưng đối với những cái tổn thương lép mà trên 2 cm thì mình phải coi rằng đó là yếu tố về vấn đề ung thư. Được chưa? Như vậy mình nói là số lượng tùy kích thước, tùy vị trí, tùy nhưng thường thấy trong lép dạ dày tá tràng là hang môn vị, là hành tá tràng. Và kích thước thường thấy là dưới 2 cm. Khi trên 2 cm tôi mới đặt ra vấn đề về ung thư trên bệnh nhân này có hay không. Rồi ha. Rồi về dịch tễ các bạn nhà đọc cái chị ha, nhưng mà giới tính là nam nhiều hơn nữ, hiện tại là nam gần bằng với nữ. Tỷ lệ gia tăng người lớn tuổi nhiễm Helicobacter pylori, đây là những từ nhỏ nhưng mình mang cái tỷ lệ mà mang bệnh mà nó gây bệnh cho mình nó là khoảng 20%. Rồi, lép dạ dày tá tràng là kết quả của sự mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy. Quay lại hỏi tại sao ngày xưa thì mình nói là nam nhiều hơn nữ, bây giờ nam gần bằng nữ, và tại sao lép dạ dày tá tràng lại có xu hướng gia tăng ở người lớn tuổi? Tại sao? Cái lần này thì nó mô phỏng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy, nó cân bằng với nhau, và khi xảy ra một trong những cái trường hợp mình nói á thì sẽ dẫn đến rối loạn của viêm lép. Tại sao có xu hướng gia tăng người lớn tuổi, tại sao nam là bằng nữ, người lớn tuổi có nguy cơ gì hả? Những bệnh lý nào có thể gặp ở người lớn tuổi? Đau đau xương khớp. Gì nữa? Tim mạch, đái tháo đường. Đái tháo đường, gì nữa? Bệnh tim mạch. Bệnh lý tim mạch, ví dụ bệnh lý gì? Tăng huyết áp. Tăng huyết áp, gì nữa? Thiếu máu cơ tim. Thiếu máu tim, gì nữa? Bệnh mạch và biến. Cái gì? Sao hôm nay nó có tim mạch, gì nữa? Hả? Tim mạch còn có bệnh gì nữa? Suy tim. Suy tim có gì nữa? Bệnh mạch vành. Còn viêm cơ tim có gì nữa? Chỉ đó là những cái bệnh lý thường thấy thôi. Nhồi máu cơ tim. Hay là những người có bệnh lý bệnh mạch vành thì trong những cái người đó tại sao có nguy cơ về tổn thương lép, hoặc là những cái vấn đề về bệnh nào, và thứ hai là những vấn đề sử dụng thuốc. Như vậy đó, với những cái người lớn tuổi thì có tình trạng gì thói quá đau cơ xương khớp, sử dụng các nhóm thuốc giảm đau thì trong đó có nhóm giảm đau steroid, được chưa? Và nếu mà sử dụng cái men chống nhóm mà không chọn lọc có thì nguy cơ của cái viêm cơ lép nó cao hơn người bình thường. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là những người có bệnh lý tim mạch, ví dụ cơ năng có một ổn định, cơ năng có một không ổn định là có cơ tim thì họ sẽ có một cái nhóm thuốc, đó là nhóm thuốc aspirin. Và nhóm thuốc này nó cũng tác động theo cái cơ chế trong cái nhóm thuốc ngân phép, và đây nó tổn thương cái dụng cụ khi sử dụng thuốc, đó là viêm lép dạ dày tá tràng. Còn tại sao nam hay phụ nữ? Cái hình này mô phỏng lại những gì mình nói, đó là sự tác động của những cái yếu tố lên tới vào hàm để làm tăng tiết acid và có cái tế bào D, bài tiết acid qua cơ tim, ức chế cái tế bào G khi có sự tăng tiết acid quá mức. Không giờ ai trả lời chị có tại sao nam là phụ nữ hỏi vậy. Về nhóm nguyên nhân thì lần này nó cho mình thấy cái gì? Một nhóm là yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh cảnh của viêm lép dạ dày tá tràng. Và phần giữa là nó đến sự mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy, và trong đa số các trường hợp là tăng cái yếu tố
phá hủy và giảm đi các yếu tố bảo vệ ha. Còn hình bên đây nó cho cái gì? Một là cái biểu hiện về lâm sàng, và nó có thể là cảm giác ở hơi ở chua, có thể đau, có thể nôn ói. Tiến trình của nó là viêm rét, nhưng về lâu dài thì có thể dẫn tới ung thư. Như vậy nó là các yếu tố nguy cơ trong bệnh cảnh lét dạ dày tắc nghẽn, nó rất là nhiều yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên đối với cái vai trò công tác mẫn helicobacter pylori và nhóm thuốc nâng xếp là hai yếu tố nguy cơ hàng đầu trong tổn thương viêm rét dạ dày tắc nghẽn hiện nay. Do vậy mấy bạn sẽ cùng nghe thấy đây liền những cái người mà đang dạ dày đau tắc nghẽn, họ đi tầm soát, họ đi nội soi kiểm tra nhân động, thôi lúc nào họ cũng sẽ không theo một câu cái này gì, không theo một câu cái gì à, tầm soát cho cô. Tôi không biết tôi có chỉ cái con vi trùng gì không đó, tôi đang nghe con có gây ung thư đó. Có thể họ không biết chính xác đó là con gì, họ chỉ cần vô nói với mình khám xong cái vấn đề gì đó, và cho tôi đi nội soi kiểm tra và cho tôi đi tầm soát cái con vi trùng nào đó, được chưa? Và có người người ta biết vi trùng, ta mà nói đó là con virus, không xuất ra tôi con virus gì đó, như vậy người ta mới biết là nó có nguy cơ bất lợi nào đó. Thì bên cạnh họ đi tầm soát, họ đi điều trị cái bệnh lý, thì họ còn muốn kiểm tra họ có những cái con đó hay không, và có những cái con đó thì họ rất là hoang mang, họ rất là sợ, tại vì có nguy cơ nó có thể đưa đến vấn đề về ung thư. Đây, như vậy ở đây thì chị cũng nhấn mạnh là mình sẽ có rất là nhiều yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên nguy cơ hai yếu tố quan trọng hàng đầu đó là Helicobacter pylori và thứ hai là nhóm lâm xét. Rồi mình nói về từng phần nha. Con vi khuẩn Helicobacter pylori này là gì? Đây là con sóng khuẩn gia tăng, nó cư trú ở đâu? Bình thường nó cư trú trong cái lớp chất nhầy của niêm mạc dạ dày. Được chưa? Mình sẽ có là cái lớp dịch vậy, mình sẽ có lớp chất nhầy và lớp tế bào, thì cái con đó nó sẽ cư trú trong lớp chất nhầy. Như vậy thì làm sao nó sống được trong cái môi trường có axit của dịch vậy như vậy? Thì bản thân nó tiết dịch của một cái mạng men, đó là men collagen, có thể bảo vệ nó và nó có những cái râu để nó di chuyển. Rồi ngoài ra thì nó có cái gì nữa để mà nó làm tổn thương cái cấu cái tế bào niêm mạc dạ dày và làm tăng tiết axit và giảm đi các yếu tố bảo vệ, đó là nó tiết ra được một số loại men, và loại men này nó tiêu hủy trực tiếp cái tế bào niêm mạc của dạ dày. Rồi hỏi là mình nói là nó bình thường nó cư trú ở cái cục dạ dày, vậy tại sao có các khá chèn do Helicobacter pylori? Thì ở đây người ta nói là khi cái dịch lị từ cái vùng dạ dày, ví dụ như cái tổn thương mà viêm lết ở gần vùng ngang dĩ á, thì lúc này nó làm tăng tiết axit ra nhiều và axit này nó đổ xuống vào thành tá tràng. Thường mình sẽ thấy là lết thành tá tràng nhiều hơn là lết ở đi 2, đi 3, đi 4. Rồi lúc này niêm mạc của dạ dày, ở niêm mạc của tá tràng nó tiếp xúc với cái axit, nó làm chuyển cái tế bào niêm mạc của tá tràng thành niêm mạc của dạ dày, và lúc này nó tạo cơ hội cho cái con vi trùng Helicobacter pylori xuống cư ngụ và gây ra bệnh cảnh là lết tá tràng do Helicobacter pylori. Rồi mình nói đến yếu tố chết. Chết này là sao? Các bạn hình dung chết này là gì? Áp lực công việc, lo lắng, áp lực xã hội, áp lực tiền bạc. Và chết này có thể do gì nữa? Do gì? Tình cảm. Tình cảm hả? Như vậy là mọi mặt trong đời sống đều có thể gây áp lực lên chết, đúng không? Làm rối loạn. Nếu mà về mặt tình cảm thì chắc là gây rối loạn tạm thời, tự cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố phá hủy, chứ không phải là về lâu dài. Rồi như vậy chết ở đây mình đề cập thêm một cái yếu tố nữa là dành cho những đối tượng nằm viện, những đối tượng trong tình trạng nhập viện nằm ở các khoa có bệnh cảnh bệnh nền khác đi kèm, thì họ cũng chịu một yếu tố chết, được chưa? Chết trong thời gian nằm viện, chết do những cái bệnh nền lây lan, bởi vì những bệnh nền lây lan vẫn có những cái con đường kích hoạt lên cái tới loạn tại cái tổn thương của dạ dày tá tràng. Mình nên nhớ cơ thể của mình là một thể thống nhất, khi một yếu tố nào đó rối loạn nó có thể dẫn đến rối loạn của những yếu tố còn lại ha. Như vậy thì mình mới hay thấy là mặc dù đối với những người làm viện, mình sẽ để ý là mặc dù họ không có bệnh cảnh trong viêm lết dạ dày tá tràng, nhưng tại sao cái đối tượng này khi làm viện đuôi lại cho cái nhóm là giảm tiết axit, đó là lý do người ta cho họ vẫn có chịu một cái yếu tố này chết. Nhưng mà chết này nó sẽ tác động trong cơ chế của viêm lết như thế nào? Người ta sẽ nói là trong cái yếu tố chết, cái tác động của chết đó, nó sẽ làm tăng hoạt động của dây phó giao cảm, giảm hoạt động của dây giao cảm. Như vậy thì ở đây nó sẽ xảy ra cái điều kiện gì? Nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Khi tăng hoạt động của dây phó giao cảm thì sẽ làm tăng hoạt động và khiến tăng tiết về thai tiết. Rồi còn hoạt động của cái giao cảm giảm xuống thì nó sẽ giảm đi những cái yếu tố bảo vệ. Như vậy trong cái vai trò của chết là vừa tăng yếu tố phá hủy, vừa giảm yếu tố bảo vệ.
nói đến rượu và thuốc lá. Rượu nếu mình tiêu thụ ở nồng độ thấp thì nó có vai trò là kích thích sự bài tiết về axit, nhưng nếu nồng độ cao thì sao có thể gây độc trực tiếp cho tế bào niêm mạc dạ dày tá tràng, đưa đến tổn thương vi thần đấy. Rồi đối với rượu và thuốc lá, người ta còn đề cập trong cái vai trò đó là những người mà mình phát hiện viêm lết dạ dày tá tràng á, thì nếu mà sau thời gian mà họ điều trị mà họ vẫn tiếp tục sử dụng rượu và thuốc lá thì người ta nhận thấy rằng cái lết này nó lâu lành hơn và khả năng tái phát cao hơn. Tái phát ở đây là gì? Có thể lết nó đau lành đến nhuyễn và bệnh nhân có thể có những cái biểu hiện nổi trội kèm theo sau đó. Rồi đối với oxy hóa thoát tự do thì mình thấy dòng này là hình gì, là cái hệ vi mạch. Như vậy người ta có nói đến cái vai trò của mạch máu. Nếu có một tổn thương viêm, có một cái tổn thương khác mà nơi đó được thiếu máu phong phú thì sao tổn thương viêm lết này nó sẽ mau lành. Nhưng nếu nó giảm đi cái dòng máu lưu lượng thì sao nó sẽ lâu lành. Như vậy đối với những người mà có bệnh lý về hệ mạch máu, những người bị sơ vữa mạch máu thì sao? Thì đây là một cái yếu tố cản trở cho cái tổn thương viêm lết lâu lành hơn. Rồi mình nói đến cái nhóm non-steroid. Cái nhóm non-steroid này nó có tác động gì, cơ chế gì thì hồi mình sẽ qua cái hình phía sau để mình mô phỏng. Nhưng đối với cái vai trò của nhóm non-steroid nó cũng sẽ tác động lên cho hai con đường. Một là yếu tố phá hủy, hai là yếu tố bảo vệ. Yếu tố phá hủy đây là gì? Nó là cái nhóm thuốc gây độc trực tiếp cho tế bào, đồng thời nó còn có cái con đường gián tiếp. Thì hồi mình sẽ xem con đường gián tiếp đó là gì. Rồi đồng thời cái tác động lên những cái tế bào của niêm mạc dạ dày làm giảm tiết axit, là không bị ớt, làm tăng tiết axit, làm giảm tiết chất này, làm giảm tiết thành phần của niêm mạc cung cấp. Nói về đường lây nhiễm của sắc khuẩn Helicobacter pylori thì nó có nhiều con đường, thế là đường ăn uống, đường trực tiếp, đường nghề nghiệp. Ở đây đường ăn uống, đường miệng biển hay đường phân hủy là mình biết rồi nha. Nhưng còn đối với đường nghề nghiệp, bác sĩ nội soi thì làm sao? Mình tự nghĩ xem nó sẽ liên quan gì đến cái vai trò cái đường lây nhiễm không có nghề nghiệp. Mình nói là gì, con Helicobacter pylori nó lây truyền qua đường phân hủy có nè, nó lây truyền qua đường miệng biển có nè, là qua đường tiếng nước bọt luôn nè. Như vậy đối với nghề nghiệp dành cho những người bác sĩ nội soi, bác sĩ nội soi là làm cái gì? Hả? Mà cầm cái ốc nội soi, mà soi đường nào, đường miệng, miệng đây là gì? Miệng, thực quản, dạ dày, tá tràng. Nhưng mà sau khi họ rút ra thì họ có yếu tố nguy cơ tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh không? Rồi, chưa kể là cái người bệnh sau khi nội soi xong thì họ sẽ kẹt não, họ sẽ lại bồn xuống miệng, và chưa kể là những người này sẽ cầm nắm cái tay cầm, mặc dù họ có khăn giấy họ lao đó, nhưng biết là họ lao có dính tay không, rồi cầm nắm sách của họ ra mở vô. Đó là những cái yếu tố nguy cơ. Như vậy thì đối với cái phòng nội soi thì những cái nhân viên y tế làm trong đó là những cái đối tượng nguy cơ cao nhiễm Helicobacter pylori. Rồi thêm trường hợp nữa là những cái dụng cụ nội soi, mặc dù rất ít là rất ít trường hợp dụng cụ nội soi sao sát khuẩn không đảm bảo. Như vậy thì sao? Lây nhiễm chéo từ người này sang người kia, chưa kể là đến một số cái bệnh mà lây nhiễm khác, ví dụ như là gì? Những một số bệnh lây truyền, một số bệnh lây nhiễm. Rồi như vậy thì mình lưu ý ở chỗ này, tức là đối với cái bác sĩ nội soi là yếu tố nguy cơ cao hơn, còn đa số là những cái dụng cụ sau khi mà nội soi xong thì người ta đảm bảo tức là vô khuẩn về cái dung dịch của khuẩn hoặc về thời gian, do đó cái đó mình khá là yên tâm nha. Rồi một số bệnh liên quan đến vấn đề của con Helicobacter pylori, tức là ngoài Helicobacter pylori nó gây lên bệnh cảm của lý dạ dày tá, thì nó còn liên quan một số bệnh khác, ví dụ như là ung thư dạ dày, bệnh thiếu máu huyết sắt, ban xuất huyết dạ tương cầu và tim thiếu máu phục vụ bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Thì đối với vấn đề về ung thư mình sẽ không nghe đến vấn đề về thiếu máu huyết sắt thì sao, thì người ta thấy rằng đó là những người mà khi mà xét nghiệm máu ra và thấy có sự thiếu máu huyết sắt mà bổ sung sắt một thời gian mà không cải thiện đó, thì lúc này người ta mới nghĩ đến cái chuyện đó là điều trị con Helicobacter pylori. Và sau khi điều trị nó thì người ta thấy cái tỷ cái công thức máu nó cải thiện. Như vậy thì ở đây cái vai trò của Helicobacter pylori là có sự cho nó, cho mặt tổng phát triển của nó, do đó nó liên quan đến bệnh lý máu huyết sắt. Còn tăng sức huyết chạy tiểu cầu liên căn thì chưa có rõ, nhưng mà người ta thấy rằng đối với những cái người có giảm tiểu cầu liên căn này nè, thì sau khi điều trị cho Helicobacter pylori thì cái số lượng tiểu cầu nó cải thiện. Rồi đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì sao? Bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì nó lại có mối liên quan rồi.
Nó khác với cái chuyện đó là bởi cái lét chạy đèn đánh đèn nhiễm silicon vector valerie. Tức là khi tôi nói là tôi nhiễm cái con silicon vector valerie, tôi có nguy cơ là bị viêm lét chạy đèn đánh đèn. Được chưa? Nhưng đối với cái người mà bệnh trào ngược đó là khi tôi nhiễm cái con silicon vector valerie thì nó lại là yếu tố tạo ra cho tôi. Vì vậy thì các bạn về nhà tìm hiểu cho chị xem tại sao nói Helicobacter pylori là yếu tố bảo vệ trong quản lý trào ngược dạ dày thực quản. Mình nhìn cái cơ chế các tác dụng phụ của nhóm thuốc năng xét thì bình thường có phốt này tế bào của mình là gì, là nhóm phospholipid này. À sao nếu mà nó bị tổn thương thì nó sẽ phóng thích ra là acid malonic, và lúc này nó tác động lên hai con đường. Theo con đường của men cốc 1 thì nó tạo ra các lớp tetralin, nhưng các lớp tetralin này có vai trò trong tiến trình viêm. Rồi nếu đi theo con đường của cốc 1 thì nó cũng tạo ra các lớp tetralin, nhưng lớp tetralin này là các lớp tetralin bảo vệ. Bảo vệ ở đâu? Bảo vệ ở thận, bảo vệ ở dạ dày, bảo vệ ở tế bào của mô mạch máu, bảo vệ của nhóm tiểu cầu. Như vậy khi tôi dùng cái nhóm non xét không chọn lọc, ví dụ giờ vì mục đích chống viêm mà tôi muốn giảm viêm, tôi muốn giảm đau thì tôi sử dụng cái nhóm thuốc này và tôi chọn cái nhóm không chọn lọc. Như vậy thì theo số tiến trình thông qua hai cái con đường men cốc 1 và men cốc 2 thì tôi sử dụng thuốc này ức chế cả hai con đường, không phá lại hết, nó không tạo ra các lớp tetralin. Thì mục đích tôi muốn cái gì là chống viêm và giảm đau, đạt mục đích một, đạt, nhưng đồng thời nó cắt đi các lớp tetralin bảo vệ. Thì nên cái nhóm này mình gọi là cái nhóm khác được phụ khi sử dụng nó thuốc giảm đau con steroid. Rồi hình này thì các bạn nhìn nhà xem cho chị, đó là sự cộng cực của tất cả các yếu tố trên một cái đối tượng có yếu tố nguy cơ tổn thương viêm lét dạ dày. Thì bình thường nó là nhiễm một cái yếu tố, ví dụ như là Helicobacter pylori là đã yếu tố nguy cơ cao rồi, và bây giờ trên cái đối tượng đó vừa dùng thuốc giảm đau nó xét rồi vừa chịu những yếu tố tác động khác làm tăng tiết dịch axit, thì đó là những cái yếu tố tác động mà gây phá hủy yếu tố toàn nhưng mà chị đã càng nhiều hơn. Do vậy cái phần này nó còn trả lời cho mình cái câu đó là cái gì, đó là khi những cái đối tượng bắt buộc phải sử dụng nhóm non xét có những Helicobacter pylori thì thời điểm nào tôi sẽ điều trị Helicobacter pylori. Và đối với những người đang được nhóm non xét điều trị Helicobacter pylori thì tôi sẽ lựa chọn nhóm thuốc non xét nào để tôi điều trị tiếp theo. Người này nè, vừa sử dụng nhóm non xét vừa nhiễm Helicobacter pylori. Được chưa? Và bây giờ tôi mới đặt ra cái câu hỏi như vậy, thời điểm nào tôi sẽ điều trị Helicobacter pylori? Nhóm non xét này bắt buộc sử dụng, vậy tôi sử dụng tiếp tục nhóm đó thì không phải tôi phải đổi thuốc. Nếu tôi đã ở nhóm thuốc, tôi bắt buộc sử dụng nhóm này lâu dài, như vậy tôi mới có một cái biện pháp phòng ngừa cái tiến trình diễn ra. Như vậy lúc đó tôi mới dùng cái nhóm thuốc khác tiếp là bỏ. Đó là những câu hỏi mình về nhà mình cần tìm câu trả lời. Nếu bạn nghi ngờ khám mình sẽ gặp những cái trường hợp như vậy, thì con thuốc bệnh sẽ uống rất là nhiều. Như vậy khi mình cái sau mình phải phân tích được và có tiếp tục sử dụng không, nếu tiếp tục sử dụng thì mình phải tiêm thuốc hay mình phải đổi thuốc cho bệnh nhân. Và về mặt bệnh cảm của lét dạ dày tá tràng nó sẽ có những cái biểu hiện lâm sàng nào? Về mặt cơ năng và mặt thực thể, về cơ năng nó thì sẽ ghi nhận được triệu chứng đau bụng với động về tiêu hóa. Về thực thể thì ghi nhận hai cái điểm đau, đó là điểm đau thượng vị và điểm đau môn vị. Tuy nhiên nó về tính chất đau bụng nó sẽ thay đổi theo thời gian trong mặt cảnh, và cái điểm thượng vị đau hay điểm môn vị đau nó cũng không phải là những điểm đau đặc hiệu trong mặt cảnh của lét dạ dày tá tràng. Mà khi ghi nhận cái điểm này nó như ủng hộ tim, nhưng đồng thời bên cạnh đó mấy bạn phải tìm những cái lối chứng để loại trừ những cái bệnh lý khác. Ví dụ khi tôi nói tôi đau bụng thượng vị thì biết sao như cơ quan gây đau bụng thường vậy, được chưa? Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về tính chất đau bụng trong vật cảnh của lét dạ dày tá tràng. Đau bụng trong lét dạ dày tá tràng thường là tính chất đau âm tỉ, tức khi là đau dữ dội. Nếu đau dữ dội thì mình phải đi tìm những nguyên nhân khác thúc đẩy cho đau dữ dội. Tuy nhiên đối với những người nhạy cảm thì họ có thể đau dữ dội không? Có. Và bình thường các bạn biết lét dạ dày tá tràng mình có cần phải nhập viện không? Không. Như vậy đối với những người tăng nhạy cảm mà có một số bạn cần phải phân biệt thì những cái đối tượng đó mới cần phải nằm viện. Rồi đau trong cái bệnh cảnh của lét dạ dày tá tràng, đau có tính chất chu kỳ, thường nó sẽ liên quan vấn đề thời tiết, ví dụ thời tiết lạnh. Nhưng nếu bệnh diễn tiến càng lâu và càng nặng thì nó cũng không có theo chu kỳ được hết, nó muốn đau thì phải đau thôi. Rồi thêm cái nữa là đau trong bệnh lý lét dạ dày tá tràng thì nó sẽ liên quan đến bữa ăn.
Mình sẽ nghe cụm từ là đau khi đói, đau khi no, rồi rét tâm. Như vậy đau khi no là sao, đau khi đói là sao, rét tâm là sao? Đau khi no là sao? Ăn xong nó đau, như vậy đó là nó đến giai đoạn tổn thương của vùng dạ dày. Khi thức ăn đi vào dạ dày, bắt dạ dày làm việc ngừng, tôi gọi là đau khi no. Còn đau khi đói, bình quân thức ăn dưỡng chất từ dạ dày đi xuống các gan mất hết khoảng thời gian, còn thời gian đi hết đó là 4-6 tiếng. Như vậy thì sao mà nó là đau khi đói? Tức là nó muốn nói là cho cái thời gian dưỡng chất di chuyển từ dạ dày xuống tá tràng, và lúc này bắt tá tràng làm gì? Tá tràng nó đau thì lúc này gọi là đau khi đói. Còn lét tâm là sao? Là bệnh nhân không có cái biểu hiện gì, nó không có đau, không có nôn nó, nhưng vô tình tôi đi kiểm tra tổng quát hoặc là gì một cái bệnh cảnh khác mà tôi đi được, tôi được cho chỉ định nội soi, thì lúc này tôi vô tình tôi phát hiện ra cái lét của vùng dạ dày tá tràng, thì tôi gọi cụm từ đó là lét tâm. Đó nha. Đây điểm thượng vị đau, vậy điểm thượng vị là ở đâu? Mình biết cái mũi kim xương ức không? Đây, từ cái mũi kim xương ức mình nói đúng không? Mình lấy trung điểm, mình gọi nó là điểm thượng vị. Như vậy ở đó mình thấy có biết bao nhiêu cơ quan, có then trái không, có túi mật không, có ruột mật không, có liên quan đến đầu vị không? Như vậy thì ngoài cái triệu chứng đau, mình phải hỏi được tính chất đau, mình dư đau như thế nào, kèm theo là triệu chứng khác là cái gì, ví dụ là ngon ói, là cảm giác đầy hơi, là cảm giác nóng rát ở tiền trước đây, đang sử dụng thuốc gì, có bệnh lý gì liên quan đến bệnh lý lét của người tá tràng. Rồi trước đây nếu đã nói là có gì tá tràng thì có được nội soi chưa? Rồi những nhóm thuốc nào có nguy cơ bị tổn thương trên cái đường lét dạ dày tá tràng, thì lúc đó tôi tổng hợp hết các triệu chứng thì tôi mới nghĩ là bệnh nhân này là cũng lét dạ dày tá tràng. Nếu bệnh nhân chỉ nói với mình là đau bụng thượng vị, có thể là đau âm vị đó, nhưng kèm theo sốt, kèm theo nôn ói nhiều và kèm theo lối sau lưng, thì lúc này tôi mới nghĩ đến những cái bệnh cảnh khác có thể xảy ra. Bệnh viêm cung mật có không? Bệnh viêm tụy cấp có không? Rồi chưa kể bệnh nhân nói là đau bụng khoảng tầm 2 tiếng, đau càng ngày càng tăng, đau bụng đùng thuận dị, sao là kèm theo sốt, sốt 38 tiến độ. Bệnh nhân có thể không mong nói luôn. Rồi sau đó sau 2 tiếng thì giờ hiện tại mới lại khám, thời điểm lại khám rồi cho bệnh nhân nói là bệnh nhân đau ở vùng mối đầu phải rồi. Như vậy thì mình phải loại trừ cái bệnh lý của lét thì mình phải pha. Đối với bệnh nhân em thì có thể là của cái bụng thường, thì phải hỏi là trước đây có bỏ bụng thường không, cái thăm khám mình nhìn có thấy sẹo mô cũ không. Rồi đối với người nữ thì ngoài cái chuyện viêm bụng thường ra mình còn phải suy nghĩ đến chuyện nó gì, bệnh hoặc bệnh lý của phần phụ tử cung, buồng trứng, bầu trứng có bị viêm không, có thai ngoài hay không, chồng chồng ha. Rồi nó về vấn đề đó là tiêu hóa trong mặt cảm giác bị đầy tá tràng thì bệnh nhân có thể kèm theo những cái biểu hiện như là gầy sút cân, táo bón, tiêu chảy. Nhưng mà chị hỏi là gầy sút cân, táo bón tại sao có? Gầy sút cân, táo bón tại sao có? Hả? Ăn uống cảm giác không ngon, mau no, đầy hơi, bị gì nữa? Có thể vì cái đau bụng họ hạn chế ăn, họ không dám ăn, hoặc mình nói là mau no, đầy hơi, họ sẽ nhảy với những cái loại thức ăn mà mỡ, chất béo, cho đó họ đâu có buồn về thức ăn luôn nè, thì đâu có không để đi thì có thể sẽ ra khó lọt lại. Rồi gây xúc tâm thì họ sợ, và sợ ăn vô thì khó chịu, ăn vô thì nó khó, thì theo thời gian lâu dài thì nó có chất dinh dưỡng. Như vậy thì họ có thể biểu hiện về nhưng mà nếu mà một cái tự mà nó là gây xúc tâm nhưng mà cảm thấy gì tá tràng thì mình phải loại trừ gây xúc tâm trong những cái bệnh lý nhắc tính, bệnh lý lao. Như vậy thì hỏi là cái sụt cân này nó có nhanh không, có diễn tiến nhanh không, sụt cân có lẹ không, ngoài sụt cân ra mình thấy ở da dễ xanh sao không, sốt thì không, ho gì không, thì phải khám toàn diện. Khi mình nói một cái triệu chứng nào của một bệnh lý nào thì mình sẽ loại trừ những bệnh lý khác liên quan ha. Rồi đối với điểm thượng vị đau biết nào, mình hình dung được cái điểm thượng vị là đúng không, từ cái điểm thượng vị đó mình sẽ vẽ một cái đường viên ngang. Rồi để đó bây giờ tôi nói một cái đường đường rốn cho đến hõm nách trên bên phải gốm đến hõm nách trên bên bên phải, thì cái đường mà kẻ ngang cái điểm thượng vị giao với cái đường từ rốn cho đến hõm nách trên bên phải, giao điểm đó tôi gọi là điểm môn vị đau. Thì điểm thượng vị đau mình sẽ thường gặp trong cái của tá tràng, ở của dạ dày, còn điểm môn vị đau thì thường gặp trong cái đau của tá tràng. Nhưng mà mình sẽ phải lưu ý cái là
chẳng có là điểm thuộc bị đau mà đau lệch phải hoặc là đau lệch trái, và hoặc là có kèm theo là đau lối xương lưng. Như vậy đau lệch phải, đau lệch trái, đau lối xương lưng đó nó còn tùy thuộc vào cái vị trí của cái sốt rét ha, là ở đằng trước đằng sau, nó nằm ở ngay chân đứng giữa hay là nó nằm lệch về phía hang môn vị về phía tá tràng, hay là nó nằm ngoài cọc về phía thân vị ha. Rồi một số cặp lâm sàng, như vậy cặp lâm sàng ở đây nó sẽ có những cái cặp lâm sàng gì? Đối với những cặp lâm sàng thường quy thì mình học nói, ví dụ như những bệnh nhân nhập viện thì mình phải làm bữa cơm thuốc máu sinh hóa máu, được chưa? Nhưng trong cái bệnh nặng nhất như vậy, tá tràng, khi tôi tiếp cận bệnh thì tôi phải cho cặp lâm sàng gì? Cặp lâm sàng về mặt chẩn đoán, cặp lâm sàng về mặt tầm soát những yếu tố nguy cơ mà tôi có thể điều trị được, rồi cặp lâm sàng cho hỗ trợ vấn đề điều trị. Như vậy nói về cặp lâm sàng chẩn đoán trong cái tổn thương đó thì tá tràng tôi sẽ có những nhóm cặp lâm sàng nào? Hiện tại thấy là ở các cơ sở y tế và các phòng khám tư khi mà có những tổn thương của đáy tràng, tá tràng tổn thương của bệnh lý tràn ngược thì ta giống gì? Nội soi giải thể tá tràng. Nhưng mà trước khi nội soi thì trước đây người ta có hai cái test để mà người ta tầm soát cho cái tổn thương của implant, đó là hút dịch vệ để người ta đánh giá cái độ quan, và cái thứ hai là chụp dạ dày cảm quan. Chụp dạ dày cảm quan này là sao? Thì người ta sẽ cho bạn nhân uống một cái chất cảm quan, sau đó người ta lợi dụng cái tiêu biết á, người ta sẽ chụp lên cái dụng cụ của bạn nhân. Như vậy đó, có những cái người có tổn thương implant rồi lồi lõm á, thì ở chỗ đó nó sẽ tạo ra những cái ổn tầm, và lúc này khi tôi nhìn ra phát phim tôi biết đó là bệnh nhân này có bất thường tổn thương dạ dày tá tràng. Tuy nhiên cái dùng chụp x-quang dạ dày cảm quan này nó có bất lợi gì? Nếu tổn thương nhỏ có thấy không? Không. Cái thứ hai, các bạn có nhìn tiếp được tổn thương không? Các bạn có nghĩ được nó là viêm và ghép sau là ung thư không? À, đó là rào cản khi mình chọn x-quang dạ dày cảm quan. Như vậy tôi thấy hiện tại vẫn là nội soi dạ dày tá tràng. Ngoài cái chuyện nó phát hiện được tổn thương viêm lết của dạ dày tá tràng, vị trí nào kích thước là bao nhiêu, thì nó còn gợi ý để mình chuẩn đoán phân biệt với những bệnh lý khác hoặc bệnh lý kèm theo, ví dụ polyp, ví dụ ung thư. Và hiện nay ung thư mốt mình sẽ nghe cái cụm từ đó là thường ung thư giai đoạn trẻ thì nó rất rõ ràng, nhìn chung là mình sẽ biết ung thư không phải là sơn, nhưng hiện nay nó có một cái cụm từ mới đó là ung thư sớm của đường tiêu hóa. Thì thông qua nhờ các nội soi tôi phát hiện được ung thư sớm, tôi có thể không sử dụng được hóa chất, tôi không cần trả trị và tôi chỉ cần cắt cái mảng đó đi thôi. Đó là cái lợi điểm trong cái nội soi để mình có thể trong phát hiện ung thư sớm hiện nay. Rồi thêm cái nữa là nói cái vai trò các yếu tố nguy cơ trong bệnh tình thế bị dày tá tràng, hàng đầu là gì? Là sát khuẩn Helicobacter, và thứ hai là nhóm lâm sàng. Như vậy thì tôi phải trong cái nhóm cận lâm sàng này tôi phải tầm soát được con vi trùng Helicobacter pylori bên cạnh tôi chẩn đoán được bệnh nhân này không có thể dày tá tràng. Như vậy thì trong các cái test chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori thì tôi sẽ có những cái test nào? Rồi chị sẽ nói tiếp nha. Mấy bạn nhìn cái hình này mô phỏng cho mình, đây là hình chụp X quang dạ dày cảm quan cho bệnh nhân uống nhóm cảm quan, sau đó bạn sử dụng TDS mình chụp cái dụng cụ cho mình khảo sát đây là cái ẩu độc thuốc, đây là những cái điểm bất thường. Khi mình nhìn lên hoàn toàn mình không biết đây là tổn thương gì, đúng không? Rồi thông qua cái thằng soi là ống soi, thì ở đầu này nó có cái luồng ánh sáng và nó có cái luồng dẫn để mình ghi nhận cái hình ảnh thông qua cái màn hình, giống như mình coi cái TV vậy đó. Thì mình sẽ nhìn trực tiếp, mình đi đến đâu mình sẽ nhìn trực tiếp được tổn thương đó nó. Và đây là và đây là một số tổn thương mình cần không phải điểm nó phân biệt. Đây là hình ảnh của một cái dạ dày bình thường, dạ dày nó có ít nhăn không, có gắn nếp, nhưng mà nó rất lớn láng, nó hoàn hảo. Đây là cái dùng theo ông dễ, đây là tổn thương ông dễ. Rồi qua cái hình ảnh soi tiếp theo tôi ghi nhận được cái ung thư dạng lồi ở vùng tâm vị, một cái khối sồi lồi tập rõ, mình thấy rất là sao. Nếu mà lúc mà mình dùng ống nội soi mình độ dao mình cứng hoặc là phở. Rồi ung thư dạng lép ở vùng hang vị thì nhìn cái này làm tại sao không biết ung thư dễ chảy máu vỡ, và chưa kể là lúc người ta đôi cái chuyện sinh lý không có ống nội soi á, người ta đụng dao quá thì ngoài cái chuyện là dễ chảy máu, người ta còn biết mặt độ này cứng hay là mềm ở như sao ha, hoặc là có sẹo con téo hay không, người ta còn nhìn xung quanh nó nữa thì ta sẽ biết đây là vấn đề ung thư. Và đây là một cái dạng test dạng này, này là F2 ha, giảm trong mặt thực quản hay là đưa lên ảnh tim cho bạn biết thực quản nó làm thì chỉ mấy đoạn chỉ ba đoạn, mình sẽ có là một phần ba trên, một phần ba dưới, giữa rồi một phần ba dưới, được chưa? Rồi mình nói giảm trong mặt thực quản thì bệnh ảnh này mình sẽ gặp ở đâu, mình sẽ thường đã thấy cho những cái bệnh nhân mà có bệnh lý tăng áp lực tĩnh mạch cửa trên bệnh nhân, thường thấy nhất là trên bệnh nhân sơ gan. Và tại sao người ta nội soi người ta phải tầm soát cái biến chứng này?
giảm cái mặt thực quản, giảm quá mức, giảm to thì có nguy cơ là vỡ. Vỡ thì sao là xuất huyết, và xuất huyết cho vỡ giảm cái mặt thực quản đây là một cấp cứu nội khoa khẩn, có thể đưa bệnh nhân đến tử vong, được chưa? Rồi, cái lần này đó là cái phản chiếu từ trên xuống ống soi đi vào miệng đưa xuống thực quản, thì người ta sẽ ghi nhận được cái thực quản của 1/3 dưới trước khi đi vào cái lỗ tâm vị. Ha. Còn này là viêm thực quản trào ngược, tức là nói đến cái bệnh lý của trào ngược dạ dày thực quản thì nó có tổn thương viêm và không viêm, thì đây là người ta ghi nhận cái tổn thương viêm ngay cái đường dép, tức là chỗ đó cũng dạ dày dưới thực quản. Vậy lần này thì cô học cho mình cái tình thế trong cái vấn đề là nội soi dạ dày tá tràng. Các cái test trong vấn đề tầm soát con vi trùng hay nên bác sĩ bao nhiêu thì các bạn thử kể cho chị vài cái test này. Lo test gì nữa? Như vậy lo test là sao? Là thời điểm nào? Rồi còn những cái test nào nữa? Các bạn biết? Các bạn không có nghe mấy người lớn nói là đi kiểm tra sức khỏe tổng quát khi tầm soát con này lúc nó được kiểm tra đi không? Test kháng thể. Test kháng thể. Cái gì? Test kháng thể chống lại HP ạ. Test gì? Chẳng có gì vậy? Test kháng... ELISA. Test máu, lấy máu, mình lấy máu, tìm kháng thể của con Helicobacter pylori. Rồi, test gì nữa? Test hơi thở. Test hơi thở, cái gì nữa? Test phân. Test phân, cái gì nữa? Cấy. Cấy, cái gì nữa? Cái gì nữa không? Có gì nữa không? Đường máu PCR. Hay vậy. Sao hay quá vậy? Đường máu cũng có nè. Rồi thông qua nội soi cũng có nè. Đường hơi thở cũng có nè. Đường vi tiêu cũng có nè. Rồi bạn nói thêm cái nữa là PCR. PCR tức là người ta sẽ đi cái khảo sát. Cái gì? Khảo sát cái gì? Nói luôn đi. Dạ, khuất đại ADN. À đúng rồi. Nhưng mà thường á, trong cái vấn đề tầm soát cái con vi trùng hay là con bacter mình có cần làm cái test đúng không? Không. Rồi bạn nói thêm cái test mua test, như vậy mình sẽ đi từng test nào, mình nói cái lo test. Như vậy lo test là gì? Nó là trong cái lúc mà đi nội soi dạ dày tá tràng, tôi đi tìm cái tổn thương, tìm những cái bệnh lặn kèm theo. Thì sau khi tôi nội soi thì tôi sẽ dùng cái ống soi ở cái dụng nhân mô vị. Và lúc này tôi sẽ lấy một cái mẫu qua thông qua cái kiềm sinh thiết đó, tôi sẽ lấy một cái mẫu của cái tế bào dùng dạ dày và dùng em một vị. Sau đó tôi lấy cái mẫu đó ra thì bỏ vào cái dung dịch cái ure. Mình nói là cái con vi trùng như Helicobacter pylori thì nó có đặc tính là gì, nó tiết được cái men ureza. Như vậy thì khi tôi lấy cái mẫu mô đó và cái con vi trùng đó tôi bỏ vào cái dung dịch cái ure thì nó sẽ bị phân giải, và lúc này nó sẽ chuyển màu là từ màu vàng sang màu hồng đến xanh hoặc là màu đỏ. Thì lúc này tôi nói là bệnh nhân có những con vi trùng Helicobacter pylori. Rồi nói với cái test máu. Như vậy thì cái test này, cái test mà lo test á, nó có thể dùng trong vấn đề về chẩn đoán và dùng trong vấn đề về đánh giá điều trị con vi trùng Helicobacter pylori là còn nhiễm hay không còn nhiễm. Rồi đó với cái test máu thì sao, là test huyết thanh thì tôi hút máu phải đi kiểm tra. Nhưng test này tôi chỉ vận dụng trong trường hợp bệnh nhân chưa từng điều trị, được chưa? Bệnh nhân chưa từng điều trị thì tôi sẽ dùng cái test máu để đi kiểm tra là bệnh nhân có nhiễm không hay Helicobacter pylori hay không. Nhưng nếu bệnh nhân đã điều trị rồi mà tôi dùng cái test này để tôi đánh giá là bệnh nhân còn nhiễm hay không còn nhiễm vi trùng Helicobacter pylori thì bệnh nhân xét không? Không, tại vì kháng thể của nó còn lại trong máu sẽ là lâu dài. Giả sử như bệnh nhân đã điều trị hết rồi mà tôi kiểm tra, tôi hút máu, tôi xét nghiệm thì kết quả có thể là vẫn còn trong máu. Do đó test này không dùng để đánh giá cái hiệu quả của một điều trị. Rồi, vấn đề về nuôi cấy thì sao? Khi nào tôi sẽ đặt ra vấn đề về lấy mẫu mô ở cái vùng dạ dày tôi đi nuôi cấy? Đó là khi tôi tầm soát được con vi trùng Helicobacter pylori và trong có con này rồi, và tôi đem điều trị hết hai cấp độ rồi, tức là cấp độ thứ nhất tôi điều trị. Sau một tháng tôi kiểm tra lại bệnh nhân vẫn còn nhiễm. Sau đó tôi điều trị lần thứ hai, rồi sau một tháng tôi kiểm tra bệnh nhân vẫn còn nhiễm. Như vậy lúc này tôi phải làm nuôi cấy để tôi biết, tôi tìm cái con vi trùng này nó đang nhiễm đến kháng sinh nào và tôi sẽ điều trị theo kháng sinh rồi. Và test hơi thở là sao? Thì lúc này mình sẽ cho bệnh nhân uống một cái dung dịch trước là vị C13 hoặc là C14. Đây, đó là cái dung dịch về cũng cái dạng của
urea bệnh nhân sẽ được uống vào. Thì nếu trong cái bao tử của bệnh nhân có con vi trùng Helicobacter pylori thì nó sẽ không đi được về ra và lúc này nó phân giải cái dung dịch đó. Và mình biết ở dạ dày chúng ta có tạo ra được CO2 không? Nó sẽ khuếch tán theo máu và lúc này nó đi lên phổi thì hô hấp ra bên ngoài. Như vậy thì mình sinh học mình sẽ lợi dụng cái hơi thở, tức là mình thở dùng cái thiết bị và nó sẽ phân tích là trong cái hơi thở đó có tồn tại cái đồng vị C13 hoặc C14 hay là không. Thì nếu mà có thì lúc này thì trả lời là bệnh nhân có những con vi trùng Helicobacter pylori. Cái này là cái bệnh mô phỏng mình nói về cái test hơi thở. Và đây là cái quy trình thực hiện ha, và nhìn nhà mình sẽ xem tiếp. Vậy các bạn biết chưa? Như vậy thì chị nhắc thêm cho mình cho mấy bạn đó là khi mình nói là xuất huyết tiêu hóa trơn do các bệnh nhân đã tràn là một biến chứng trong mạch mạch của các bệnh nhân đã tràn. Thì cái biến chứng này là xuất huyết tiêu hóa trơn. Và bệnh nhân có thể biểu hiện ra bên ngoài đó là ói ra máu hoặc là đi tiêu phân đen. Còn đi tiêu mà phân máu đỏ thì có thể là xuất huyết tiêu hóa dưới mặt trơn, nhưng cần xuất trơn rất ít. Tại mình nói là xuất huyết tiêu hóa trơn khi nào? Khi bệnh nhân tiêu máu một cách hoàn toàn khó khăn, đi máu đỏ nhiều huyết cộng thì cái tiêu máu đỏ đó mới có thể là không có tổng cộng xuất huyết tiêu hóa trơn. Còn nếu xuất huyết tiêu hóa đi qua dưới đó có thể máu đỏ thì thường huyết cộng là trong tích bị nặng. Thì đó là cái điểm lưu ý khi mình tiếp cận với một bệnh nhân có ối là máu hoặc bị cầu phân phân đen hoặc là tiêu máu nó đỏ. Rồi về nguyên tắc điều trị thì nguyên tắc như thế nào, nó sẽ làm lành vết loét, nó sẽ ngăn tiến triển, nó loại bỏ sốc phẩm và phòng biến chứng. Điều trị thì mình sẽ có hai nhóm cơ bản, rất là nội khoa và ngoại khoa. Như vậy đặt ra ngoại khoa khi nào khi thằng nội khoa không giải quyết được và bệnh nhân có biến chứng thì tôi sẽ nhờ thằng ngoại khoa, ví dụ biến chứng phổi hoặc là xuất huyết, mà xuất huyết sau khi vui vòi mạch thể tích cái bùn dịch cái cầm máu không qua nội soi chứ không để bị được, thì lúc này tôi mới nhờ thằng ngoại khoa tiến hành tiếp, được chưa? Như vậy thằng nội khoa thì mình sẽ gồm có cái gì? Một là vấn đề về thuốc, thứ hai là về thay đổi cái lối sống thói quen sinh hoạt. Rồi thuốc thì sẽ có những nhóm thuốc cơ bản là nhóm acid, là nhóm trung hòa về acid. Như vậy nó có những cái nhóm nào, có nhóm có thành phần của magie, của nhôm. Như vậy đối với cái dụng của nhôm thì nó sẽ thường sinh sống về táo bón, và magie thì là tiêu chảy. Do đó là một số cái dụng cụ mình sẽ phải lưu ý khi mình sử dụng cái nhóm acid. Rồi nhóm các histamine đó là những thằng nào, các bạn có từng nghe là rifampicin, cimetidine không? Đó là những và ức chế vân cầu tăng, ví dụ esomeprazole, metronidazole, pantoprazole và vân nha. Rồi những cái nhóm khác ví dụ như là sulfate, esomeprazole và các hợp chất kích thích mới. Như vậy an thần trong khi nào trong tập cảm giác chị có cần thiết cho an thần không, nhưng khi bệnh trong lo lắng quá tôi có thể trợ nhẹ ha. Nhưng mà trong một điều trị thì an thần không phải là các nhóm trong cái điều trị chính của bệnh tật lét người ta cả nha. Rồi thay đổi lối sống, hạn chế thức ăn cay, chất béo và thức ăn có tính acid, tránh hút thuốc lá, hạn chế hút rượu bia. Đối với hạn chế thức ăn cay, chất béo và thức ăn có tính acid thì hạn chế trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn bệnh nhân có nhiều cái triệu chứng khó chịu thì cần hạn chế. Chứ nếu trong giai đoạn ổn định là trong ăn họ không thấy có biểu hiện gì thì bệnh nhân vẫn ăn thôi. Rồi tiếp theo phía sau là nội dung của một số chất thuốc thì phần này không có nằm trong mục tiêu của mình. Thì các bạn sẽ kiểm tra khẩu chim ha. Các bạn nằm mũi dài coi. Các phát tử sau cũng có diễn tiến tự nhiên của nhiễm Helicobacter pylori ngoại trừ câu nào? Đi. Đa số các trường hợp nhiễm Helicobacter pylori sẽ diễn tiến mạng tính, đúng không?
Đúng rồi. Nó không có biểu hiện. Đây, đúng không? Đó. Cô B, Helicobacter pylori là nguyên nhân của 95 trường hợp lét tá tràng. Helicobacter pylori là nguyên nhân của 80% trường hợp của lét dạ dày. Về đa số những trường hợp nhiễm Helicobacter pylori đều có biểu hiện lâm sàng. Đúng không? Câu D là ngoại trừ, đa số là nó không có đúng. Cơ chế tác động của thuốc kháng viêm non-steroid trong bệnh lý lét dạ dày tá tràng chọn không đúng. Cơ chế tác động của nhóm thuốc là không đúng. Trong bệnh cảm lấy về tới trẻ á, trong nhóm tác dụng phụ á, khi mà sử dụng nhóm thuốc ức chế không hợp.